Kim Quý và Thiên Phước kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, câu chuyện nổi bật trong sản xuất nông nghiệp những ngày này vẫn là chuyện nông dân chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, điển hình là nỗ lực cứu lúa và các loại cây trồng khác trước tình hình khô hạn tại một số địa phương miền Trung. Bên cạnh đó vẫn có nhiều câu chuyện sản xuất đáng quan tâm và học hỏi như mô hình trồng dừa hữu cơ mới được biết đến tại tỉnh Bến Tre. Những nội dung đáng chú ý này cùng nhiều thông tin hữu ích khác sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, đã có 250 đơn vị được cấp chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Tái chế vỏ ca cao thành phân bón, một điển hình trong sản xuất tái chế phế phụ phẩm nông nghiệp. Nỗ lực cứu lúa, giải khát cho cây bưởi tại Phú Yên và Thừa Thiên Huế. Vườn dừa hữu cơ, hướng đi mới cho người trồng dừa. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông, câu chuyện làm giàu từ nguồn vốn ngân hàng. Thưa quý bà con, thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành là thành quả của dự án khảo sát và xây dựng chiến lược thương hiệu và quảng bá nông sản và du lịch canh nông của tỉnh Lâm Đồng, được hình thành trên cơ sở những sản phẩm đặc trưng có thế mạnh gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt. Từ tháng 10 năm 2018 cho đến nay, thì thành phố Đà Lạt đã tiến hành cấp cho 250 đơn vị tổ chức cá nhân được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho 4 nhóm sản phẩm. Để tiếp tục phát triển thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành và các thương hiệu thế mạnh của thành phố, theo đó, từ nay đến năm 2020, sản phẩm rau tập trung vào kênh bán lẻ hiện đại, siêu thị trong nước và xuất khẩu, sản phẩm hoa thông qua các kênh tiêu thụ tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng, cà phê Arabica qua hệ thống bán lẻ ở siêu thị. Riêng loại hình du lịch canh nông sẽ tổ chức tour để đưa du khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, thế mạnh của thành phố Đà Lạt và đặc biệt hạn chế tình trạng làm giả thương hiệu nông sản Đà Lạt. Thưa bà con, lượng chất thải ra môi trường trong quá trình sản xuất công nghiệp là mối đe dọa lớn đối với môi trường. Hiểu rõ điều này thì nhiều doanh nghiệp địa phương đã mạnh dạn đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo ra từ chính các loại phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất và còn mang lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, đáng chú ý, mô hình tái chế vỏ ca cao thành phân bón của một đơn vị tại thành phố Đà Lạt đang được coi là một điển hình trong sản xuất tái chế phế phụ phẩm nông nghiệp. Theo tính toán, công suất sản xuất 1,3 tấn hạt ca cao nguyên liệu một tháng, thì hàng năm, công ty The Bitter Cacao, trụ sở đóng tại 52 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, thải bỏ ra môi trường khoảng 4,8 tấn vỏ hạt ca cao. Sau đó, công ty này đã nghiên cứu tái chế lượng chất thải từ vỏ ca cao, vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra sản phẩm sinh học để bón lại cho cây ca cao. Tổng kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tái chế, tái sử dụng vỏ ca cao bao gồm máy đập hạt, máy tách vỏ, máy nghiền vỏ gần 300 triệu đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ Sở Công Thương Lâm Đồng là 30% và không vượt quá 60 triệu đồng một doanh nghiệp. Năm 2019, huyện Di Linh thực hiện tái canh, chuyển đổi 2.400 hectare cà phê già cỗi, năng suất thấp sang giống cà phê mới có giá trị kinh tế cao. Trong đó, trồng tái canh 900 hectare, ghép cải tạo 1.500 hectare, nâng diện tích cà phê tái canh toàn huyện đạt gần 23.000 hectare. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã tổ chức tái canh gần 1.000 hectare, đạt 50% kế hoạch. Năng suất cà phê sau tái canh đạt bình quân 4,5 tấn trên mỗi hectare. Theo ngành nông nghiệp Di Linh, để chương trình tái canh ghép cải tạo cà phê hiệu quả, ngành phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức về hiệu quả chương trình tái canh, đồng thời nâng cao vai trò, năng lực cán bộ khuyến nông cơ sở, giúp người dân tiếp cận và áp dụng kỹ thuật tái canh một cách hiệu quả. Huyện Di Linh hiện có hơn 44.000 hectare cà phê, chiếm trên 90% diện tích cây lâu năm của toàn huyện. Liên tục chương trình nỗ lực cứu lúa, giải khát cho cây bưởi tại Phú Yên và Thừa Thiên Huế. Vườn dừa hữu cơ, hướng đi mới cho người trồng dừa. Chuyện nhà nông, câu chuyện làm giàu từ nguồn vốn ngân hàng. Thưa quý bà con, nắng nóng kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất lúa hè thu ở nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên. Đặc biệt là nhiều diện tích lúa đang bị khô hạn nặng ở những khu vực không nằm trong hệ thống tưới tiêu của công ty thủy nông Đồng Cam. Chính quyền và nông dân các địa phương đã tìm mọi cách để cứu lúa, song nhiều diện tích vẫn đang đứng trước nguy cơ mất trắng vì không tìm được nguồn nước. Sau đây là ghi nhận của chương trình về tình hình khô hạn tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi có đến 80% diện tích lúa bị khô hạn.
khô khốc, nứt nẻ. Từ một tháng nay, các cánh đồng trên địa bàn xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa đã cạn kiệt nguồn nước. Ngày nào, bà Chính cũng ra đồng, tranh thủ từng chút nước bơm được để cứu lúa. Song cũng chỉ tạm đáp ứng được cho 4 sào, 3 sào lúa còn lại đành chấp nhận để khô. Nắng hạn khô hết không có, trả nợ tiền phân, tiền thuốc. Năm nay nợ là chắc có tiền trả. Chống hạn trở thành nội dung chính trong câu chuyện của người dân Hòa Thịnh những ngày này. Hơn 620 hectare lúa trong tổng số 800 hectare, tương đương hơn 80% diện tích lúa của Hòa Thịnh, đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Máy bơm lớn, máy bơm nhỏ rải khắp các cánh đồng. Bà con nông dân tận dụng tất cả các nguồn nước để có thể cứu lúa. Tính đến thời điểm này, đã có gần 200 giếng khoan trên địa bàn xã. Tuy nhiên, không phải giếng nào cũng có nước để bơm tưới. Thưa bà con, một tiếng đồng hồ chạy máy bơm hao tốn hơn 1 lít xăng. Chi phí ít nhất của mỗi gia đình cho việc bơm tưới lúa ước tính không dưới 250.000 đồng mỗi ngày. Với nhiều nông dân nơi đây, có đắt hơn nữa họ vẫn cố duy trì, bởi đó là nỗ lực cuối cùng để cứu lúa khỏi mùa khô hạn năm nay. Thế nhưng, nhiều giếng nước cũng đang ngày một cạn kiệt, số diện tích lúa bị cháy khô lại ngày một tăng lên. Xin được chuyển đến với một thông tin khác cũng liên quan đến chống hạn. Nắng nóng kéo dài thời gian qua khiến cho nhiều diện tích cây trồng ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị hạn nặng. Nhất là cây bưởi Thanh Trà, thường gọi là cây Thanh Trà, một loại bưởi đặc sản của Huế. Và hiện tại thì các hộ dân cũng đang nỗ lực tìm cách chống hạn cho cây Thanh Trà. Ông Hồ Cảm ở thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, trồng hơn gần 1 hectare Thanh Trà, mỗi năm cho thu nhập gần 150 triệu đồng. Năm nay do thời tiết nắng hạn kéo dài, dù gia đình ông đã đầu tư thêm máy bơm, khoan thêm giếng mà vẫn không đủ nước tưới khiến cả năng suất và chất lượng thanh trà đều giảm. Mỗi năm là tưới giống như 3 ngày là tưới một lần, bây giờ chứ là kiện đó hàng nhiều quá, cứ nghỉ ngay tưới ngay đó. Phường Hương Vân có diện tích trồng thanh trà lớn nhất thị xã Hương Trà với hơn 110 hectare, trong đó có trên 80% diện tích đã cho thu hoạch. Năm nay, nhiều gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng khoan giếng, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước tưới và tăng tần suất tưới. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài khiến quả thanh trà nhỏ, số lượng trái ít hơn, nhiều cây bị bệnh và chết, sản lượng sụt giảm. Trong khi nhiều khu vực miền Trung đang khổ sở chống hạn, thì tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, nông dân tại nhiều địa phương cũng chẳng mấy vui vẻ vì mưa lớn liên tục tàn phá cây lúa. Theo đó, thì mưa lớn liên tục trong mấy ngày vừa qua đã làm cho hơn 100 hectare lúa hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch tại Vĩnh Long bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo. Sau đây là những ghi nhận cụ thể tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 4 công lúa hè thu của hộ bà Nguyễn Thị Bé Ba đang chờ thu hoạch. Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, gần nửa diện tích đã bị ngã đổ. Bà Bé Ba đang cố gắng còn nước còn tát cứu lấy vụ lúa thất bát. Sắp nay được mà 5-6 ngày rồi. Mà bây giờ nó lên mỏng hết trơn rồi. Cũng sót lắm, hầm bằng không có lời rồi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long xuống giống trên 53.000 hectare. Đến thời điểm này đã thu hoạch được khoảng 45.000 hectare, 8.000 hectare còn lại đang trong giai đoạn từ trổ đến chín chờ thu hoạch. Trước tình trạng này, ngành chuyên môn khuyến cáo đang mùa mưa bão, nông dân cần thường xuyên thăm đồng. Khi gặp mưa liên tục nhiều ngày, cần nhanh chóng tháo nước ra khỏi ruộng, tranh thủ thu hoạch khi lúa đạt độ chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng để giảm thất thoát. Xin được chuyển đến với những câu chuyện sản xuất đáng chú ý khác. Thưa bà con, thời gian gần đây, mô hình trồng dừa hữu cơ tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã phát huy hiệu quả. Nhiều bà con nông dân khi được nghe về mô hình này đã không khỏi thắc mắc thế nào là dừa hữu cơ và giá trị mà mô hình này mang lại là gì. Trong nội dung tiếp theo đây, chúng tôi xin chia sẻ về mô hình trồng dừa rất đặc biệt này. Là một trong những thành viên của tổ hợp tác trồng dừa hữu cơ ấp Tân An, xã Tân Trung, ông Nguyễn Văn Thắng có hơn 7 công đất trồng dừa. Nhờ chăm sóc theo đúng kỹ thuật, đặc biệt là khâu bồi đất, bón phân hữu cơ, nên vườn dừa xanh tốt, cho trái sai, mỗi tháng thu hoạch hơn 1,2 thiên dừa. Ông Thắng cho biết, hơn một năm qua, giá dừa trái sụt giảm mạnh, kinh tế của người dân khó khăn. Nhưng nhờ gia đình ông tham gia tổ hợp tác trồng dừa hữu cơ, vì vậy giá cả ổn định ở mức 50-53 ngàn đồng mỗi chục. Ở ngoài dừa nó rẻ, nhưng mà trong tổ hợp tác được bao tiêu trong phần 50 ngàn. Từ nó đây, dân ở đây nó đỡ trong phần đó dữ lắm. Các tiêu chuẩn xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ được thực hiện nghiêm ngặt. Quy trình phải mất thời gian 3 năm, bao gồm các khâu như không sử dụng phân hóa học, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, đảm bảo vệ sinh, không chăn thả gia súc gia cầm và không sử dụng cầu cá trong vườn dừa. Thay vào đó, nguồn dinh dưỡng cho vườn dừa được sử dụng từ các loại phân hữu cơ vi sinh.
Khi tham gia tổ hợp tác trồng dừa hữu cơ, hộ dân sẽ được cơ sở thu mua dừa trái bao tiêu sản phẩm với giá sàn thấp nhất 50.000 đồng mỗi chục. Hiện tại thì dùng nguyên liệu dừa hữu cơ xã Tân Trung thì nói chung là có cơ sở là cái điểm sơ chế để mà giúp cho cái sản phẩm dừa trái của bà con nông dân đến được cái công ty. Thì đây là một trong những cái hướng để mà giúp bà con tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Còn riêng về cái chỗ hộ dân xã thì cũng thật sự nói thì nhờ cái dự án thì cũng hỗ trợ bà con cũng như hỗ trợ cơ sở thì nói chung là cơ sở phát triển tốt so với trước khi mà tôi đã có dự án triển khai. Thời gian tới, hội nông dân tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia để mở rộng diện tích dừa hữu cơ. Bởi đây là mô hình mang lại hiệu quả, có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân với công ty chế biến xuất khẩu thông qua cơ sở thu mua đặt tại địa phương. Quý vị và bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay 58%. Xuất khẩu hạt tiêu tháng 6 vừa qua tăng mạnh hơn 58% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu hạt tiêu tháng 6 năm 2019 đạt 35.000 tấn, trị giá 85 triệu đô la Mỹ, tăng 58,5% về lượng và tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 181.000 tấn, trị giá là 461 triệu đô la Mỹ, tăng 37,2% về lượng và tăng 2% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt 2.550 đô la Mỹ trên 1 tấn, giảm 25,7% so với 6 tháng đầu năm 2018. Cục xuất nhập khẩu dự báo trong các tháng tới thì xuất khẩu hạt tiêu có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do Brazil và Indonesia chuẩn bị vào vụ thu hoạch chính. Trên thị trường thế giới, giá hạt tiêu toàn cầu tháng 6 năm 2019 tăng bất chấp nguồn cung dồi dào. Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ không duy trì lâu do áp lực dư cung. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tính đến nay thì nguồn cung hạt tiêu trên toàn thế giới đã vượt nhiều so với nhu cầu. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, không ít nông dân đã dám nghĩ dám làm, mạnh dạn vay vốn đầu tư chuyển đổi cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phần tiếp theo của chuyên mục này, chương trình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nông dân như thế. Cách đây 3 năm, ông Hoàng Quý, trú tại thôn Tân Lạc 2, xã Tân Lạc, đã mạnh dạn phá bỏ 2 hectare cà phê, vay 2 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Di Linh để trồng cây bơ 034 và bơ bút. Hai loại bơ này đều có sản lượng, chất lượng cao, thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá cả cao, gấp 1,5 đến 2 lần so với bơ thường. Điều đáng nói ở đây là ông Quý còn đầu tư hệ thống nước tưới nhỏ giọt và kỹ thuật chăm sóc, nên ông có thể cho bơ ra quả trái vụ với giá sẽ cao hơn. Tôi trồng cái vườn ở đây là có 700 cây, có 350 cây bơ 034 và 350 cây bơ bút. Cây bơ bút thì năng suất đã cao hơn, dạ. Nhưng mà một năm là nó được một vụ thôi. Cái này thì là nó năng suất nó thấp hơn nhưng nó được hai vụ, giá thành nó đắt hơn. Tính cái thang giá trong khoảng 5-7 năm trở lại đây đối với cây bơ ở mức thu là khoảng 500 đến 1 tỷ. Cũng là một cách chuyển đổi để biến vườn cà phê trên 7.000 m2 thành cây hoa công nghệ cao là gia đình anh Cao Đông Bình ở tổ 13 thị trấn Di Linh. Anh Bình cho biết, cách đây khoảng 7 năm, anh cùng với hai người anh em khác trong gia đình qua tìm hiểu thấy lan vũ nữ trồng trong nhà kính có giá trị và thu nhập cao, nên các anh bàn nhau phá bỏ cây cà phê để trồng lan vũ nữ. Lúc đầu, các anh trồng thử, mỗi người vài ba sào lan. Sau vài năm thấy hiệu quả, các anh tiếp tục mở rộng diện tích trồng lan vũ nữ, đến nay lên 2,4 hectare. Trung bình, mỗi người trồng 8.000 m2. Mỗi năm các anh xuất bán từ 1 đến 2 triệu cành hoa ra thị trường, trong đó 30% xuất khẩu sang Nhật Bản, đem lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nói chung thì đầu tư thì cũng nặng vốn, vì mình mới làm thì nó cũng tốn kém hơn là như bây giờ mình làm thì nó sẽ giá thành nó sẽ thấp hơn, giá cả được nó bấp bênh hoặc là cái đầu ra nó chưa ổn định thì mình cũng cố gắng mình duy trì, mình giữ vườn. Thì sau đó cái lúc mà nó thịnh thì mình mới hưởng được. Mong muốn là sao các cấp, rồi các ngành quan tâm tạo cái điều kiện, cái cơ chế chính sách làm sao tạo điều kiện để cho nông dân được vay nhiều vốn để mà sản xuất. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn vay vốn đầu tư, chuyển đổi cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao là xu hướng hiện nay của người nông dân Di Linh. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hơn những nông dân như thế để thoát khỏi thế độc canh cây cà phê trong sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập.
Thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý của Một Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.